Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học lý thuyết và trả lời các câu hỏi bài tập bài 4 trang 14 sách giáo khoa địa lý 10 bộ sách Cánh Diều. Ở bài học hôm trước thì chúng ta đã được tìm hiểu về nguồn gốc của hệ mặt trời và của trái đất. Chúng ta biết là trái đất không đứng yên và nó có hai chuyển động chính, đó là chuyển động quay quanh trục và chuyển động quay quanh mặt trời. Hai chuyển động này diễn ra đồng thời và sinh ra các hệ quả. Vậy thì đó là các hệ quả nào? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Bài 4. Hệ quả địa lý các chuyển động chính của trái đất. Nội dung bài học ngày hôm nay gồm có hai phần. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Thì nó sẽ sinh ra sự luân phiên ngày và đêm và sinh ra giờ trên trái đất. Và thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ quả của chuyển động quay quanh mặt trời của trái đất sẽ sinh ra hai hệ quả, đó là các mùa trong năm và ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ. Đầu tiên thì các em hãy trả lời cho cô câu hỏi, đó là trái đất hình gì nào? Chính xác, trái đất hình cầu đúng không nào? Và do trái đất hình cầu nên mặt trời nó chỉ chiếu sáng được một nửa thôi. Giống như là chúng ta sẽ dùng một cái đèn pin và chiếu vào một cái quả bóng hình tròn ấy. Thì khi mà các em để đèn pin ở một hướng và chiếu vào nó thì nó chỉ chiếu sáng được một nửa thôi, đúng không nào? Và nửa còn lại thì nó sẽ chìm vào bóng tối. Và còn cái nửa mà được chiếu sáng thì gọi là ban ngày, còn nửa mà không được chiếu sáng thì gọi là ban đêm, giống như trong cái hình ảnh chúng ta đang quan sát. Và do trái đất nó cũng tự quay quanh trục nên khắp nơi trên trái đất đều lần lượt được chiếu sáng và sau đấy lại chìm vào bóng tối. Và chính vì vậy nó sẽ sinh ra cái hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau. Vậy thì chúng ta sẽ chốt lại cái nguyên nhân, đó là do trái đất hình cầu và do trái đất tự quay quanh trục và sinh ra hệ quả, đó là sự luân phiên ngày đêm trên trái đất. Và sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi trang 14 trong sách giáo khoa địa lý 10 bộ sách Cánh Diều. Đọc thông tin và quan sát hình 4.1, em hãy cho biết tại sao trên trái đất cùng một thời điểm nhiều nơi là ban ngày trong khi nhiều nơi khác lại là ban đêm. Và ý 2, đó là trình bày sự luân phiên ngày đêm trên trái đất. Vậy thì để trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ dựa vào nội dung kiến thức chúng ta vừa học ở phần 1 sự luân phiên ngày và đêm và quan sát hình 4.1 chuyển động tự quay quanh trục và hiện tượng ngày đêm luân phiên trên trái đất để trả lời nhé. Rồi, các em hãy dừng video lại và tìm kiếm câu trả lời nào. Rất tốt, chắc hẳn là các em đã có câu trả lời rồi đúng không nào? Vậy thì trên trái đất của chúng ta trong cùng một thời điểm, nhiều nơi là ban ngày trong khi nhiều nơi khác lại là ban đêm. Nguyên nhân là do trái đất hình cầu và trái đất tự quay quanh trục. Ý thứ hai đó là trình bày sự luân phiên ngày đêm trên trái đất. Thì trái đất của chúng ta có dạng hình cầu nên là ánh sáng của mặt trời nó chỉ chiếu sáng được một nửa, nửa còn lại thì là bị che khuất. Nửa bị chiếu sáng thì được gọi là ban ngày, còn nửa bị che khuất thì là ban đêm, giống như trong hình ảnh 4.1 chúng ta đang nhìn thấy. Và trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông nên mọi nơi trên trái đất lần lượt đều có ngày và đêm kế tiếp nhau, luân phiên nhau. Vậy thì đấy chính là câu trả lời cho câu hỏi trang 14 trong sách giáo khoa nhé. Và trái đất tự quay quanh trục cũng sinh ra một hệ quả nữa rất là quan trọng, đó là giờ trên trái đất. Chúng ta sẽ tìm hiểu về phần này qua mục 2, giờ trên trái đất. Do trái đất hình cầu và tự quay quanh trục nên các địa điểm trên cùng một kinh tuyến sẽ có một giờ riêng, gọi là giờ địa phương hay còn gọi là giờ mặt trời. Như vậy, các địa điểm nằm trên cùng một kinh tuyến khác nhau sẽ có các giờ địa phương khác nhau, mặc dù là trong cùng một thời điểm. Như vậy, điều này sẽ không thuận tiện cho cái việc sinh hoạt. Nên là để thuận lợi hơn cho việc sinh hoạt hàng ngày của các quốc gia, thì người ta sẽ phải quy định một giờ chung thống nhất cho từng khu vực, gọi là giờ khu vực hay là múi giờ. Và trên bề mặt trái đất của chúng ta sẽ chia thành 24 khu vực giờ. Chúng ta có thể quan sát ở hình 4.2, lược đồ các khu vực giờ trên trái đất. Thì ở đây các khu vực giờ được đánh số từ 0 cho tới cộng 12 hoặc là từ trừ 1 cho tới trừ 12. Và khu vực giờ có kinh tuyến gốc đi qua được lấy làm giờ quốc tế và đánh số là 0. Do trái đất hình cầu nên là khu vực giờ có số 0 đối diện với khu vực giờ số 12 nên ở đây có hai ngày lịch khác nhau. Chính vì vậy nên là kinh tuyến 180 độ đi qua giữa khu vực giờ số 12 được lấy làm đường chuyển ngày quốc tế. Các em có thể quan sát hình ảnh về sự chuyển ngày quốc tế khi đi qua kinh tuyến 180 độ. Thì chúng ta thấy đây chính là kinh tuyến 180 độ này. Và nếu mà đi từ Tây sang Đông qua kinh tuyến 180 độ sẽ phải lùi lại một ngày lịch. Tức là ở trên màn hình sẽ đi từ trái qua phải đấy, thì sẽ lùi
lùi lại một ngày. Còn nếu mà đi từ đông sang tây qua kinh tuyến 180 độ sẽ phải tăng thêm một ngày lịch để phù hợp với thời gian nơi đến. Và tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi trang 15 trong sách giáo khoa địa lý 10. Đọc thông tin và quan sát hình 4.2, em hãy cho biết khi London là 23 giờ ngày 31 tháng 11 năm 2020 thì ở Hà Nội là mấy giờ và ngày nào? Thứ hai, đường chuyển ngày quốc tế đi qua khu vực giờ số mấy? Tại sao khi đi qua đường chuyển ngày thì phải tăng hoặc giảm thêm một ngày? Và để trả lời được câu hỏi này thì xin mời các em hãy đọc kỹ lại thông tin trong trang 15 giờ trên trái đất và kết hợp quan sát hình 4.2 lực đồ các khu vực giờ trên trái đất. Các em hãy xác định múi giờ của London là thủ đô của Anh và Hà Nội là thủ đô của Việt Nam chúng ta. Hãy tính múi giờ chênh lệch và xem là Hà Nội vào thời điểm khi mà London là 23 giờ ngày 31 tháng 11 năm 2020 thì Hà Nội là mấy giờ và ngày bao nhiêu. Các em hãy lưu ý là do trái đất chuyển động quay quanh mặt trời theo hướng từ Tây sang Đông nên các nước ở phía Đông sẽ có giờ sớm hơn so với các nước ở phía Tây nhé. Vậy thì đối với ý thứ nhất của câu hỏi này thì chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định múi giờ của các cái khu vực. London thuộc múi giờ số 0, đúng không nào? Hà Nội của chúng ta thì thuộc múi giờ bao nhiêu nhỉ? Múi giờ số 7, đúng không? Và London thì cách Hà Nội 7 múi giờ, đúng rồi. Hà Nội có giờ sớm hơn London nên là khi ở London là 23 giờ ngày 31 tháng 11 năm 2020 thì ở Hà Nội chúng ta sẽ phải lấy số giờ đấy cộng thêm 7, tức là cộng thêm cái múi giờ chênh lệch, tức là chúng ta sẽ lấy số giờ ở London cộng với 7, 23 cộng 7 thì chúng ta sẽ được là 6 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2020. Một ngày thì sẽ có 24 giờ nên là chúng ta nếu mà lấy 23 cộng 7 thì nó sẽ là 6 giờ sáng của ngày hôm sau rồi, đúng không? Chắc hẳn là có nhiều bạn đã có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này rồi, đúng không nào? Ý thứ hai của câu hỏi này, đường chuyển ngày quốc tế đi qua khu vực giờ số mấy? Vậy thì câu trả lời đó là đường chuyển ngày quốc tế đi qua khu vực giờ số 12. Và tại sao khi mà đi qua đường chuyển ngày quốc tế thì phải tăng hoặc là giảm một ngày? Thì khi đi qua đường chuyển ngày quốc tế thì phải tăng giảm một ngày đó là do trái đất của chúng ta hình cầu. Nên là khi đi qua khu vực giờ số 0 đối diện với khu vực giờ số 12 thì ở đây sẽ có hai ngày lịch khác nhau. Nên là chúng ta sẽ phải tăng hoặc là giảm đi một ngày để phù hợp với thời gian nơi mà chúng ta đến. Như vậy thì khi mà trái đất tự quay quanh trục sẽ sinh ra sự luân phiên ngày và đêm và giờ trên trái đất. Thế còn nếu mà trái đất tự quay quanh mặt trời thì nó sẽ sinh ra những hệ quả nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó qua mục 2 La Mã, hệ quả chuyển động quay quanh mặt trời của trái đất. Và ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về hai hệ quả, đó là các mùa trong năm và ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về các mùa trong năm. Vậy theo các em, mùa là gì? Ở Việt Nam của chúng ta thì có 4 mùa, đó là xuân, hạ, thu, đông, đúng không? Mùa xuân thì có Tết này, mùa hạ thì được nghỉ hè này, mùa thu thì thời tiết rất là mát mẻ, còn mùa đông thì chúng ta sẽ được mặc quần áo ấm, đúng không? Vậy thì mùa là gì? Thì câu trả lời đó là mùa chính là khoảng thời gian trong một năm có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu. Vậy thì nguyên nhân nào sinh ra các mùa trên trái đất và liệu trên trái đất của chúng ta các cái quốc gia khác thì có phải có 4 mùa giống như của Việt Nam của chúng ta không? Thì chúng ta sẽ cùng trả lời nhé. Và nguyên nhân sinh ra mùa trên trái đất đó là trong khi chuyển động quanh mặt trời thì trục của trái đất luôn nghiêng và không bị đổi phương nên là có lúc bán cầu Bắc ngả về phía mặt trời, có lúc bán cầu Nam lại ngả về phía mặt trời. Chính vì vậy thời gian chiều sáng và lượng nhiệt thu được từ mỗi bán cầu nó có sự thay đổi trong năm, dẫn đến sinh ra các mùa trong năm. Và mỗi mùa trong năm sẽ có sự khác nhau về thời tiết, khí hậu cũng như là độ dài ngày và đêm. Thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi mùa sẽ có sự khác nhau theo cách tính dương lịch hoặc âm dương lịch. Vùng ôn đới một năm có 4 mùa rõ rệt, vùng nhiệt đới, mùa xuân và mùa thu thì thường ngắn hơn và mùa ở hai bán cầu thì luôn trái ngược nhau. Ví dụ đây là thời gian mùa của bán cầu Bắc. Mùa xuân thì bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 22 tháng 6. Mùa hạ từ 22 tháng 6 đến 23 tháng 9. Mùa thu thì từ 23 tháng 9 tới 22 tháng 12. Và mùa đông đó là từ 22 tháng 12 cho tới 21 tháng 3. Còn đối với bán cầu Nam thì nó sẽ có sự khác biệt ngược lại một chút. Đó là mùa xuân sẽ là từ 23 tháng 9 cho tới 22 tháng 12. Mùa hạ là từ 22 tháng 12 cho tới 21 tháng 3.
mùa thu từ 21 tháng 3 cho tới 22 tháng 6 và mùa đông là từ 22 tháng 6 cho tới 23 tháng 9. Như vậy là trong khi nếu mà bán cầu Bắc là mùa hè thì bán cầu Nam nó sẽ là mùa đông, đúng không nào? Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi trang 16 trong sách giáo khoa địa lý 10, đọc thông tin và quan sát hình 4.3. Em hãy cho biết nguyên nhân sinh ra các mùa trong năm và thời gian bắt đầu và kết thúc các mùa ở bán cầu Bắc theo dương lịch. Vậy thì để trả lời được câu hỏi này thì các em hãy đọc kỹ lại thông tin trong trang 16 các mùa trong năm và quan sát hình 4.3. Em hãy chú ý thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi mùa trong năm nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ giải thích nguyên nhân sinh ra các mùa trong năm. Thì đó là do thời gian chiều sáng và lượng nhiệt nhận được của mỗi bán cầu có sự thay đổi trong năm nên là sinh ra các cái mùa trong năm. Và thời gian bắt đầu kết thúc các mùa ở bán cầu Bắc theo dương lịch thì chúng ta sẽ quan sát lực đồ hình 4.3 nhé. Chúng ta sẽ thấy mùa xuân bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 cho tới 22 tháng 6, mùa hạ từ 22 tháng 6 cho tới 23 tháng 9, mùa thu từ 23 tháng 9 cho tới 22 tháng 12 và mùa đông từ 22 tháng 12 cho tới ngày 21 tháng 3 năm sau. Và hệ quả thứ hai của việc chuyển động quay quanh mặt trời của trái đất đó là sinh ra hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ. Các em có thể quan sát hình 4.4, độ dài ngày đêm ở các vĩ độ ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12. Chúng ta có thể thấy là vào ngày 22 tháng 6, ngày hạ chí, thì độ dài của ban ngày ở sinh đạo 0 độ đó là 12 giờ. Tuy nhiên càng đi về phía Bắc thì độ dài của ban ngày nó sẽ càng lớn. Ví dụ ở chỉ tuyến Bắc 23 độ 27 phút Bắc thì độ dài của ban ngày đó là 13 giờ 30 phút. Lên tới vĩ độ 40 độ Bắc thì độ dài của ban ngày đó là 15 giờ. Còn ở vĩ độ 66 độ 33 phút Bắc thì độ dài của ban ngày đó là 24 giờ. Còn càng đi về khu vực phía cực Nam thì độ dài ban ngày nó lại càng giảm. Ví dụ ở chỉ tuyến Nam thì độ dài ban ngày đó là 10 giờ 30 phút. Tới 40 độ Nam thì độ dài của ban ngày nó chỉ còn lại 9 giờ. Tương tự như vậy các em có thể quan sát vào ngày 22 tháng 12, ngày Đông Chí để có thể rút ra những nhận xét. Và chúng ta thấy là cái nguyên nhân sinh ra cái hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ đó là do trục của trái đất luôn nghiêng và không đổi hướng khi chuyển động quanh mặt trời. Dẫn đến hệ quả đó là độ dài ngày đêm chênh lệch nhau càng nhiều khi đi từ sinh đạo về hai cực. Và chúng ta thấy là vào ngày hạ chí hoặc đông chí ở một số địa điểm nhất định, ví dụ ở 66 độ 33 phút Bắc hoặc là 66 độ 33 phút Nam thì chúng ta thấy là độ dài ban ngày lên tới 24 giờ và hiện tượng đấy người ta gọi là hiện tượng đêm trắng. Vậy thì đêm trắng là gì? Đêm trắng chính là cái khoảng thời gian ban đêm ở một địa phương có độ sáng tự nhiên không quá thấp dù cho mặt trời đã lặn xuống dưới đường chân trời. Đêm trắng có khoảng thời gian ban đêm diễn ra rất ngắn, thường thì chỉ từ 23 giờ cho tới 3 giờ sáng. Khoảng thời gian còn lại bầu trời đêm vẫn hửng sáng và không gian cuối đường chân trời giống như hoàng hôn. Điển hình cho hiện tượng đêm trắng đó là thành phố Saint Petersburg của Nga hay là Stockholm, Helsinki là những địa điểm nổi tiếng trên thế giới có đêm trắng diễn ra. Và ở đây thì họ sẽ tổ chức những lễ hội. Ví dụ hình ảnh các em đang quan sát trên màn hình đó là hiện tượng đêm trắng xảy ra tại Saint Petersburg của Nga. Và sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi trong trang 17 sách giáo khoa địa lý 10. Đọc thông tin và quan sát hình 4.4, em hãy lập bảng về độ dài ngày đêm trong ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12 tại các vĩ độ khác nhau. Nhận xét về sự chênh lệch độ dài ngày đêm theo vĩ độ và giải thích. Và để trả lời được câu hỏi này thì xin mời các em hãy đọc kỹ lại thông tin trong trang 17, mục nội dung kiến thức ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ và quan sát hình 4.4 để trả lời nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi lập bảng về độ dài ngày đêm trong ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12 tại các vĩ độ khác nhau. Vậy thì dựa vào hình 4.4, độ dài ngày đêm ở các vĩ độ khác nhau vào ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12 thì chúng ta có thể dễ dàng có được một cái bảng để có thể so sánh, đúng không nào? Vào ngày 22 tháng 6 là ngày hạ chí ở vĩ độ 66 độ 33 phút Bắc thì độ dài của ban ngày là 24 giờ, độ dài của ban đêm là 0 giờ. Ở vĩ độ 40 độ Bắc thì
Ngày 22 tháng 6 độ dài của ban ngày là 15 giờ, còn độ dài ban đêm là 9 giờ. Chúng ta sẽ lấy 24 trừ 15 sẽ bằng 9, đúng không nào? Tương tự như vậy đối với các quỹ độ còn lại, các em có thể quan sát bảng nhé. Và ngày Đông Chí ngày 22 tháng 12 thì độ dài ban ngày ở vĩ độ 66 độ 33 phút Bắc là 0 giờ, còn độ dài ban đêm là 24 giờ. Ở vĩ độ 40 độ Bắc thì độ dài ban ngày là 9 giờ, độ dài ban đêm là 15 giờ. Và hai cái ngày này thì độ dài ngày đêm nó ngược lại nhau, đúng không nào? Tương tự như vậy đối với các vĩ độ còn lại, em có thể quan sát hình 4.4 để có thể trả lời câu hỏi và đối chiếu với bảng của cô để xem là kết quả của mình có chính xác không nhé. Ý thứ hai của câu hỏi: nhận xét về sự chênh lệch độ dài ngày đêm theo vĩ độ và giải thích. Vậy thì chúng ta sẽ có nhận xét như sau. Ở mỗi vĩ độ khác nhau trên trái đất thì có độ dài ngày đêm khác nhau. Và do trục trái đất luôn nghiêng và không đổi phương khi chuyển động quanh mặt trời nên có hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ. Độ dài ngày đêm chênh lệch nhau càng nhiều khi đi từ xích đạo về hai cực. Vậy là cô và các em đã vừa cùng nhau tìm hiểu xong nội dung kiến thức của bài 4, hệ quả chuyển động chính của trái đất. Trong bài học này thì chúng ta đã tự tìm hiểu về hai hệ quả, đó là hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả chuyển động quay quanh mặt trời của trái đất. Đối với hệ quả tự quay quanh trục của trái đất thì sinh ra hai hiện tượng, đó là sự luân phiên ngày đêm và giờ trên trái đất. Nguyên nhân sinh ra sự luân phiên ngày và đêm trên trái đất đó là do trái đất hình cầu và trái đất tự quay quanh trục. Còn đối với giờ trên trái đất thì chúng ta đã được tìm hiểu về giờ địa phương và giờ khu vực. Và chúng ta cũng sẽ nhớ được cái nguyên nhân tại sao khi đi qua kinh tuyến 180 độ lại phải lùi một ngày hoặc là tăng thêm một ngày rồi, đúng không nào? Đối với hệ quả chuyển động quay quanh mặt trời của trái đất thì sinh ra hai hiện tượng, đó là các mùa trong năm và ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ. Nguyên nhân sinh ra hai hiện tượng này đều là do trái đất chuyển động quanh mặt trời và trục trái đất nghiêng, nên là sinh ra các hệ quả, đó là các mùa trong năm và ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ. Và sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi và bài tập phần luyện tập trong bài 4 trang 17 sách giáo khoa địa lý 10 bộ sách Cánh Diều. Câu hỏi số 1: phân biệt giờ địa phương và giờ khu vực. Vậy thì đối với câu hỏi này, để trả lời thì chúng ta sẽ dựa vào nội dung thông tin trong trang 15 của sách giáo khoa chúng ta đã được học về giờ trên trái đất rồi, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ có một bảng để phân biệt như sau. Giờ địa phương đó là các cái địa điểm trên cùng một kinh tuyến sẽ có chung một giờ. Còn đối với giờ khu vực đó chính là giờ thống nhất cho từng khu vực. Giờ địa phương thì ở cùng một thời điểm, các địa điểm nằm trên cùng kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ địa phương khác nhau. Còn đối với giờ khu vực thì đó chính là giờ chung cho từng khu vực, nên là bề mặt của trái đất của chúng ta sẽ được chia thành 24 khu vực giờ. Và giờ của kinh tuyến đi qua giữa khu vực đấy thì được lấy làm giờ chung cho cả khu vực đấy. Và khu vực được đánh dấu số 0 được gọi là khu vực giờ gốc. Câu hỏi số 2: hãy cho biết thời gian bắt đầu và kết thúc các mùa vào bán cầu Nam theo dương lịch. Vậy thì để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ dựa vào kiến thức đã học về các mùa trong năm và kết hợp quan sát hình 4.3 ở trong sách giáo khoa. Và chú ý là thời gian diễn ra các mùa ở bán cầu Nam sẽ ngược lại so với bán cầu Bắc. Thì chúng ta sẽ được đáp án như sau. Thời gian bắt đầu và kết thúc các mùa ở bán cầu Nam theo dương lịch mùa xuân sẽ là từ 23 tháng 9 cho tới 22 tháng 12. Mùa hạ sẽ từ 22 tháng 12 cho tới 21 tháng 3. Mùa thu sẽ từ 21 tháng 3 cho tới 22 tháng 6. Và mùa đông sẽ từ 22 tháng 6 cho tới 23 tháng 9. Câu hỏi số 3: vào ngày 22 tháng 12, ở nước ta độ dài ngày đêm sẽ như thế nào? Để trả lời được câu hỏi số 3 này thì chúng ta sẽ phải xác định được vị trí của Việt Nam, xem là nó nằm ở khu vực nào. Việt Nam thì nằm ở trong vùng nội chỉ tuyến bán cầu Bắc, đúng không nào? Và kết hợp với quan sát hình 4.4, xác định xem vào ngày 22 tháng 12 vùng nội chỉ tuyến bán cầu Bắc có độ dài ngày và đêm như thế nào. Vậy thì chúng ta sẽ có đáp án cho câu hỏi này như sau. Vào ngày 22 tháng 12 thì ở nước ta sẽ có độ dài ngày, đó là 10 giờ 30 phút, và độ dài của ban đêm sẽ là, chúng ta sẽ lấy 24 giờ trừ cho 10 giờ 30 phút thì chúng ta sẽ được là 13 giờ 30 phút, đúng không nào? Như vậy là cô và các em đã vừa cùng nhau tìm hiểu xong nội dung kiến thức của bài 4 trong sách giáo khoa địa lý 10 bộ sách Cánh Diều rồi. Các em hãy truy cập vào trang lờigiảihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.